Mấy đứa, tụi con làm gì vậy hả? Cô Thả, cô đưa Tài đây, cô kéo lên cho. Mấy đứa đi chỗ khác chơi đi. Thôi, không có sao đâu. Đi. Thôi, không sao hết. Đừng sợ. Không có sao hết đó nghe. Đừng có sợ nghe. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô tính đi đâu vậy? Sai. Ngon. Cho Nghĩa. Thôi, để tôi cầm về cho nó. Cảm ơn cô nhiều nghe. Mà ở đâu cô có vậy? Dương bự. Trèo lên hái. Quá trời luôn. Xin rồi. Đừng có la. Xin rồi. Từ nay cô đừng có leo trèo nữa nghe chưa? Lớn tuổi rồi, lỡ té ngã thì sao? Không sao, leo giỏi mà. Giỏi lắm. Không tin hả? Leo. Thôi. Leo cho coi. Tôi biết, tôi tin. Tôi tin là cô trèo giỏi rồi. Nhưng mà tôi không muốn cô leo trèo nữa. Cho nên cô hứa với tôi nghe. Cây. Leo hái. Hái cây. Cô hứa đi. Mấy bữa nay buôn bán đỡ không? Nhiều tiền lắm nha. Rồi, trong này nè. Nhiều lắm nè. Bây giờ cô về ghe nghỉ ngơi đi. Tôi cũng phải về nhà nữa. Thôi cô về ghe đi. Đi đâu? Đi về ghe. Thôi mang dép vô đi. Thôi đi về ghe đi ha. Nhớ đưa cho Nghĩa nha. Tôi nhớ. Vì làm gì vậy? Quay. Chỗ tôi đang tắm mà. Quay. Dì tránh ra đi. Quay gì kỳ lần chứ. Tôi không có cần. Tôi nói dì tránh ra nghe không? Không thôi tôi tạt nước ướt người hết à. Tránh ra. Nhanh lên. Đi. Tôi kêu dì đi mà. Đi. Nhanh. Đi. Cái bà này càng ngày càng quá đáng.
Lấy ra rồi. Vài tháng nữa, nếu thằng Nghĩa nó thi đậu đại học, rồi sẽ lên thành phố học. Nhà mình vắng nó chắc sẽ buồn lắm. Em à, em muốn nó thành bác sĩ, kỹ sư thì phải chịu thôi. Phải chỉ làm nghề một như anh á, không cần phải đi xa làm cái gì. Đời con mình phải hơn cha nó chứ anh. Gia tài mình chỉ có một đứa con, phải lo cho nó học tới nơi tới chốn chứ. Vậy chứ thời gian qua nhanh thôi, không mấy lúc mà nó lấy vợ sanh con, rồi nhà của mình cũng rộn ràng tiếng cười đùa của con nít. Má. Má mơ gì mà xa xôi quá vậy? Bà má nói lén mà con cũng nghe nữa hả? Lỗ tai con thính nhất nhà mà. Sao? Con tính chọn ngành gì? Bà má muốn con học ngành gì? Bà má là người ít ăn ít học, con biết cái nào thích hay là không thích đâu mà chọn. Vả lại người học là ở con, con thích thì con cứ chọn đi, sao mà hỏi ba má được. Má cũng giống như ba con, muốn học ngành gì thì tùy con quyết định. Dạ, con cảm ơn ba má đã cho con có quyền lựa chọn. Chứ mấy đứa bạn của con á, nó than với con hoài à, ba má nó bắt học cái ngành mà nó không có thích. Bà má thì khác, mọi chuyện là do con. Kể cả sau này á, chuyện vợ con của con cũng vậy. Thế con thích ai á là ba má sẽ chiều theo hết vậy. Dạ, con cảm ơn ba má. Nghĩa à, Nghĩa. Ai đó? Dì. Dì Tha, dì làm gì ở đây vậy? Bánh ngon, học bài ăn, khuya. Thôi, dì đem về dì ăn đi, con không có ăn đâu. Mà từ nay á, dì cũng đừng có thập thò trước nhà con nữa nha. Nghĩa, cứ lấy đi, cho dì Thà vui con. Ba, mấy cái bánh của dì Thà mua, con nuốt sao nổi. Với lại con lớn rồi, chứ đâu phải còn con nít 5-7 tuổi nữa đâu. Nghĩa, hôm ấy tôi nhận cho. Không, ai cho ông? Tôi để dành cho thằng Nghĩa. Thì tôi nhận cũng như thằng Nghĩa nhận mà, đưa đây. Sao? Ông lấy bánh của thằng nhỏ ăn hết rồi sao? Không cho ông, không có cho ông. Ngộ thiệt, không biết sao dì Thà lại ghét đàn ông tới như vậy. Đàn ông con trai cả cái xóm này không ai lại gần gì được hết. Ủa mà sao dì Thà cứ suốt ngày lẻo đẻo theo con vậy ba? Có lẽ cuộc đời của dì Thà gặp phải người đàn ông mang đến cho cô ấy nhiều đau buồn, khiến cho cô ấy phải tự bảo vệ mình như vậy. Ủa, vậy chứ dì Thà không coi con là đàn ông con trai hả? Trong mắt của dì Thà, con chỉ là một đứa trẻ thôi. Vậy hả? Cứ lấy đi, cho dì Thà vui con. Phải rồi, Nghĩa lớn rồi, đâu còn là con nít nữa mà thích ăn mấy cái bánh mà mình cho. Khùng thiệt, khùng thiệt mà. Nó cũng đã lớn khôn trưởng thành rồi, đâu còn là con nít nữa đâu. Không sao, dì sẽ tìm mua những thứ mà con thích mua cho con. Hả?
rồi con sẽ lấy vợ, sinh con. Con xuống mò một bữa nghe má. Làm gì rình mò trước nhà tôi như ăn trộm vậy? Không có ăn trộm. Dì có cái này cho con nè. Bự, ngon lắm nha. Ăn đi con. Mai mốt con thích ăn cái gì, nói gì, dì mò cho. Dì đừng có làm cái chuyện tào lao này nữa được không? Tôi muốn ăn cái gì thì kêu má tôi mua cho. Liên quan gì tới dì, đem về tự ăn đi. Dì không có ăn. Bắt cho Nghĩa. Bắt cho Nghĩa. Dạ không ăn đúng không? Không ăn. Không ăn. Đừng phèn, tôi chưng cho ông uống, cho ông bớt ho đó.
chi cho nó cực vậy? Mua thuốc uống là được rồi. Trời ơi, ba cái thuốc tây uống vô nó nóng theo bà cố. Người ta uống thuốc theo ông bà, theo dân gian nó cũng hay vậy. Đó, đó, trời ơi. Ho muốn bể phổi vậy đó. Biểu bỏ thuốc đi không nghe. Hút hoài, hút quỷ. Bà không nghe người ta nói hả? Bỏ vợ còn dễ hơn bỏ thuốc nữa. Vậy giờ giữa thuốc với tôi, ông bỏ cái nào? Chơi kỳ á. Hỏi câu khó quá vậy. Cho bà hỏi câu khác đó. Trời ơi, mỗi khi nghe ông ho tôi xót ruột lắm biết không. À thì thôi, ông không có thương tôi thì ông cũng thương cái thân ông giùm tôi một cái. Ở đi nghe ông ho, chịu không có nổi. Thôi mà, đừng giận. Tôi hứa, từ nay tôi sẽ bỏ. Thiệt hả? Bỏ thuốc hả? Ừ, bỏ. Nhưng mà bỏ bớt thôi, bỏ từ từ. Chứ ai bỏ cái rụp được. Bà cũng phải cho tôi thời gian chứ. Tôi ghiền ba cái thuốc này hồi tôi 13 tuổi tới bây giờ. Bà kêu tôi bỏ cái rụp sao được. Nói thì nhớ nghe, mà nhớ giữ lời hứa à. Từ rồi sắp tới là hút điều độ nghe. Mỗi ngày bớt một chút, mỗi ngày bớt một chút nghe. Biết rồi. Nguội rồi nè. Hả miệng ra đút cho. Đút miếng. Trời đất ơi. Gì vậy? Gì vậy? Ta đi ngang ta thấy ta cười cho thúi đầu à. Thánh thần ơi, tôi thương ông hồi nào giờ, ở đây khắp xứ này ai không biết. Tôi đút thuốc cho ông uống cho bộ tôi làm gì bậy sao cười. Cười giống gì? Thả miệng ra. Đút, đút đi. Ngon không? Sao mà hôm nay trời nắng chang chang. Nắng ghê á. Ê tụi bay. Hả? Cái gì? Hai thằng bay có phải là bạn thân của tao không? Nhiên rồi. Rồi sao? Giờ này trời nắng quá. Một trong hai thằng cho tao mượn cái nón đội được không? Trời ơi, mày đừng có xạo mày. Thường ngày mày đi học mày có thèm đem nón theo đâu. Mày đặt trách móc tụi tao nữa. Tại tụi bay nhà giàu, tụi bay có tiền mua nón. Tao nhà nghèo, tiền đâu mà mua. Trời ơi, mày coi cái mặt nó xạo không chớp mắt luôn kìa. Ờ, thôi kệ nó đi. Cho nắng cháy não mày luôn cho mày biết. Vậy mày dám nói là bạn thân. Không có nón.
Thiệt tình, sáng sớm chưa mở hàng đã gặp bà khùng rồi. Thôi đi đi chị ơi, có gì đâu mà nhìn. Nhiều, nhiều. Mắc lắm đó, chị không có tiền mua nổi đâu. Đủ không? Bộ chị muốn mua thiệt đó hả? 50 ngàn đó. Đủ. Chị lựa đi. Nhưng mà khéo á, coi chừng dơ hàng của tôi đó. Sa tơ. Lựa đi. Nghĩa thích có cái nơ. Có cái nơ Nghĩa thích 50 ngàn đó. Mua không? Mua. Chà, cô hôm nay sợp dữ. Mua tặng ghệ hả? Huệ nấy quá à. Bà Huệ thiệt là kỳ á. Người ta nói là không có sao mà. Huệ đừng có bận tâm. Mà Huệ đã suy nghĩ về lời đề nghị của Nghĩa chưa? Rồi. Huệ đồng ý. Anh vàng thế ớn luôn à. Người ta chưa có nói mà đã đồng ý giùm luôn rồi. Mà thôi, Huệ đồng ý đó. Năm nay là năm cuối cấp rồi, Huệ cũng muốn giữ lại một chút kỷ niệm. Hay quá. Vậy lát nữa Nghĩa đi đăng ký luôn nha. Mà Huệ, hát bài nào khác hay là bài mong ước kỷ niệm xưa? Bài đó đi. Huệ nghĩ là bài đó có ý nghĩa với tụi mình. Nhất trí. Mà... Vậy cảm ơn Huệ nha. Chừng nào tụi mình tập vậy? Tuần sau luôn đi, cho nó kịp. Hay là tập ở nhà Huệ nha. Vậy... Còn ba của Huệ... Đừng có sợ. Chắc là bữa đó ba Huệ mệt thôi, chứ bình thường ba Huệ không có khó tính gì đâu. Vậy cũng được. Nhanh thiệt đó. Mới đây mà tụi mình đã sắp xa trường xa lớp rồi. Nhanh thiệt. Nghĩa đã chọn trường nào chưa? Nghĩa định thi vô trường y, nhưng mà sợ mình không đủ sức. Nghĩa học giỏi mà, lo gì? Lo chứ sao không lo. Nhưng mà cũng không có sao. Nếu năm nay không đậu á, thì Nghĩa sẽ ôn thêm một năm nữa. Có chí ghê á. Rồi, Huệ tính thi vô trường gì? Huệ chưa chọn nữa. Nhưng mà nghe Nghĩa chọn trường y, Huệ cũng muốn theo quá. Ngặt nổi là sức học của Huệ không có bằng Nghĩa. Huệ lại khiêm tốn nữa rồi. Hay là vậy đi, từ tuần sau Nghĩa dạy kèm Huệ học nha. Thì coi như là Nghĩa tự ôn bài luôn. Tuần sau hả? Nghĩa chê Huệ học dốt hả? Không, không có phải, Nghĩa không có chê. Vậy thì hứa nghe. Bài hôm nay á, tao không làm được gì hết trơn á, khổ ghê luôn á. Trời ơi, hôm nay không làm được bài hết mày ơi. Nghĩa. Có chuyện gì mà gì chặn đường chặn lối con vậy? Nón đẹp nè. Chà, đẹp không? Nón đẹp mày. Có cái nơ con thích á, đội đi con. Đội đi. Ê, thằng Nghĩa hôm nay vô mánh nha mày. Được cô thà khùng mua cái nón tặng đẹp ghê luôn á.
Ê, nhìn mặt cổ giống má nó mày. Nè, tôi không cần đâu, chị đem chị đội đi. Lấy đi mày. Đội đi. Nắng, nắng, con bệnh á. Trời ơi, cổ lo cho nó ghê bệnh mày. Đẹp. Ê, Nghĩa, mày khai thiệt cho tao biết đi. Bả là má mày phải không? Ê, tôi nói là tôi không cần. Nghĩa, chị đâu phải là má tôi. Nghĩa, mày khai thiệt đi. Bả phải má mày không Nghĩa? Ê, Nghĩa, Nghĩa, mày đi đâu vậy? Chờ chúng tao với Nghĩa. Thằng Nghĩa nó về kìa em. Thưa ba má, con mới đi học về. Con vô thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Hôm nay thằng Nghĩa nó làm sao vậy cả? Để chút em hỏi con coi làm sao. Bữa nay đi học về có chuyện gì mà má thấy con không vui vậy? Hôm nay bài khó hay là cãi nhau với bạn? Sao? Có chuyện gì buồn, nói cho ba má nghe, ba má giải quyết cho. Dạ, không có gì đâu ba má. Ông bà Út mới gửi khô với mắm cho nhà mình nhiều lắm. Lát ăn cơm xong á, con đem xuống bến cho dì Thà dùm má nghe. Con không có đem đâu. Từ nay con không có muốn má thân thiết với dì Thà đó nữa đâu. Phiền phức lắm. Nghĩa, sao tự nhiên con lại... Dì Thà làm cái gì cho con khó chịu hả? Quê à? Dạ. Cái thằng bữa trước là sao với con vậy? Bữa trước con nói với ba rồi mà, nghĩa là bạn học chung lớp với con. Mà bữa đó bà kỳ lắm nha, làm bạn còn sợ chết khiếp à. Còn ngại với bạn còn muốn chết à. Chỉ là bạn bình thường thôi à. Ừ. Sao tự nhiên ba lại hỏi vậy? Không là bạn bình thường chứ là bạn gì? Nếu mà thật sự con với thằng đó là bạn bình thường thì tốt. Còn nếu mà là bạn gì khác thì con phải chấm dứt cho ba liền. Ba không muốn con quan hệ lăng nhăng. Ba nói gì kỳ cục quá à. Quan hệ lăng nhăng là sao? Con đâu phải là con gái hư đâu. Ba là người thô lỗ nên nói năng không khéo léo. Con cũng biết mà. Ý của ba là ba không muốn con quan hệ yêu đương với bất cứ thằng con trai nào khi chưa có sự cho phép của ba. Con cũng lớn rồi mà ba. Con sắp 18 tuổi rồi. Con cũng có quyền có người yêu chứ ba. Chuyện có người yêu thì ba không cấm, nhưng mà người đó là phải do ba lựa chọn kìa. Người ba chọn á thì ba yêu đi, con chỉ yêu người con chọn thôi. Nè, ba hứa gả con cho thằng Hải rồi đó, con liệu mà giữ mình đó. Con xấu hổ, muốn chui đầu xuống đất luôn. Bực mình gì đâu. Nghĩa à, má thấy chuyện đó có gì lớn đâu con. Chứ không phải hồi nhỏ ngày nào dì Thà cũng đón con ngoài đường để cho bánh kẹo đồ chơi sao? Hồi đó con vui lắm mà. Hồi đó con còn nhỏ, bây giờ con lớn rồi thì khác. Bạn bè tụi nó chọc ghẹo con,
Nói chung á là con không muốn nhà mình á thân thiết với dì Thà đó nữa. Nghĩa à, hoàn cảnh của dì Thà đáng thương vậy, mình cho dì một chỗ dựa tinh thần cũng không được sao con? Để rồi má dặn dì Thà đừng làm phiền con nữa. Con không có biết má làm sao thì làm. Con không muốn dì Thà suốt ngày cứ lẻo đẻo theo con, chặn đường chặn lối con. Được rồi, được rồi. Để rồi má sẽ nói lại với dì ấy. Nói với bà khùng đó thì có ích gì đâu hả má? Nghĩa! Má! Má dặn gì con không nhớ hả? Má cấm con kêu dì Thà bằng bà khùng này bà khùng nọ, con không nhớ sao? Bà khùng thì con nói bà khùng, chứ có nói thêm nói bớt gì đâu. Nghĩa! Nghĩa! Thôi anh đừng có buồn nữa, ăn cơm đi anh. Anh no rồi. Đâu có sao đâu, em làm gì lo lắng quá vậy? Thôi nghe, mai mốt để em làm cho. Còn có thức á, Thành phải giữ con để em nấu cơm. Trời ơi, trên đời như thế ai đời lại để chồng ấm con, vợ làm việc nhà bao giờ đâu em. Bác ơi, con không thể xa con trai của con. Nếu bác không trả con lại cho con thà chết ở đây bác ơi. Cô giỏi lắm, cô muốn làm vợ nhà tôi phải không? Thà, em đứng lên đi. Đứng lên đi rồi mình nói chuyện. Em không đứng lên đâu. Em muốn con em, em không thể sống theo nó được. Em muốn con em. Nè, cô thử đi. Vừa hen. Ý, đẹp nè. Màu này rất hợp với cô. Tụi mai tặng cho cô cái áo này, cô mặc đi bán cho đẹp nghe. Còn đây là mấy con cá khô mà Út tôi gửi lên. Tôi chia cho cô một ít, cô để dành để mà ăn cơm nghe. Thằng Nghĩa, sao nó không đem xuống cho tôi? Tôi mua nón cho Nghĩa. Nón đẹp mà. Đẹp mà phải không? Đẹp lắm. Cô khéo chọn thiệt á. Mà còn mua loại mắc tiền nữa. Nghĩa chê, không có nhận. Cô đừng có buồn. Để lát á, tôi cầm về tôi đưa cho nó. Nón đẹp vậy á, nó không có chê đâu. Nhưng vì cô không có khéo đưa trước mặt bạn bè cho nên nó mắc cỡ. Nó lớn rồi, nó không có thích ai quan tâm ra mặt vậy đâu. Thiệt gì hả? Nghe không chê thiệt hả? Thiệt mà.
Cô Thà nè, từ nay cô đừng có tốn tiền mua cái gì cho thằng Nghĩa nữa nghe. Nó không muốn nhận á là còn gì á, sợ cô tốn tiền đó. Vợ chồng tôi á đủ sức lo cho nó mà. Tôi biết là cô thương nó, nhưng mà nó không có thiếu thốn gì đâu. Tại chồng con tôi đi lâu quá chưa thấy về. Tôi thấy thằng Nghĩa, tôi nhớ con. Nhớ con. Cô ráng chờ đi. Thế nào rồi cũng có ngày cô sẽ gặp lại con của mình. Thiệt không? Con tôi sắp về tới rồi hả? Sắp về. Sắp về tới rồi. Sắp về tới rồi. Anh ngồi đi. Cảm ơn em. Anh ngồi chơi uống nước. Chắc là ba em sắp về rồi đó. Em xin phép vô học bài. Quậy. Bác Năm chưa nói gì với em sao? Nói gì là nói gì. Anh bỏ em ra đi. Được rồi, em ngồi xuống đi. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Quậy à, anh đã để ý đến em từ cái lần đầu tiên anh tới đây và gặp em. Bây giờ em cũng đã đủ lớn để anh chính thức ngỏ lời cầu hôn. Anh đã thưa chuyện với bác và bác cũng đã đồng ý. Nhưng mà em không đồng ý. Em còn muốn học hành. Em chưa muốn lấy chồng bây giờ. Không sao, bắt đầu em nghĩ từ bây giờ cũng được mà. Câu chuyện học hành người ta nhắm mắt nhắm mũi học cũng chỉ vì một mục đích là sau này có công ăn việc làm đàng hoàng, có thu nhập ổn định. Em á thì không cần giống họ. Anh đảm bảo cho tương lai sau này của em, chỉ cần làm vợ anh thôi. Em sẽ có tất cả. Em có đầy đủ tay chân, đầy đủ sức khỏe. Em muốn sống bằng chính sức mình anh à. Em rất cảm ơn anh, nhưng mà em phải từ chối thôi. Mong anh thông cảm. Từ chối? Em từ chối mà không cần suy nghĩ hả? Em có biết thời buổi này mà kiếm được một người chồng như anh á thì không phải dễ đâu. Em biết. Ba em khen anh rất nhiều, nói anh là người rất tài giỏi và giàu có nữa. Nhưng mà em không thương anh thì biết sao bây giờ? Hay là em chê anh già? Em hoàn toàn không chê anh điều gì hết á. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại từ chối anh dễ dàng như vậy? Tại vì em đã có người khác rồi.